giờ anh chẳng có đồng tiền nào rút nít cả. Thế tha cho anh một lần đấy. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Lộc TV. Hôm nay mình sẽ hái hoa tặng vợ để kỷ niệm một năm chúng mình yêu nhau. À, hoa hồng kia rồi, hoa tím đây rồi. Ôi da, giọng má quá. Mình sẽ tặng cho vợ mình. Mà sao vợ mình đâu về thế ta? Anh ơi, vợ đã về. Bây giờ anh sẽ tặng cho em một bài hát. Hey. Anh mang cho em nụ hồng. Nụ hồng màu mây như sương mai trong gió. Em ơi, tha lỗi cho anh nha. Tại anh quên lời bài hát. Mai sau lớn các bạn có thể yêu nhau đấy. Ê các bạn.